điểm tuyệt vời giữa điện thoại và cường quốc full frame. Các máy ảnh điện thoại tốt nhất hiện nay có khả năng bắt chước các hiệu ứng hình ảnh của máy ảnh lớn hơn nhờ nhiếp ảnh tính toán. Vậy tại sao máy ảnh không gương lật lại không thể sử dụng các thủ thuật tương tự để đánh bại điện thoại thông minh trong trò chơi của chính chúng? Những tin đồn mới cho thấy điều đó cuối cùng cũng có thể xảy ra vào năm 2022, bắt đầu với chiếc Fujifilm X-H2 hàng đầu. Fuji Rumor đã tổng hợp các tuyên bố từ Fujifilm trong vài năm qua để đưa ra dự đoán của hãng cho X-H2. Nói chung, những trích dẫn này gợi ý rằng chúng ta có thể thấy rất nhiều phép thuật tính toán được thực hiện trong X-H2 có thể tăng khả năng trong máy ảnh cho các hiệu ứng như lấy nét. Mặc dù Fuji Rumor muốn chỉ ra rằng điều này không dựa trên bất kỳ thông tin nội bộ hoặc thông tin sơ lược nào, nhưng nó lại kiểm chứng với một số trích dẫn chính thức từ các nhà quản lý của Fujifilm. Trở lại vào tháng 4 năm 2019, Toshihisa Ida, hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fujifilm châu Âu, nói rằng trong 3 năm nữa, AI trí tuệ nhân tạo hoặc nhiếp ảnh điện toán sẽ trở thành một phần quan trọng của nhiếp ảnh. Fujifilm X-H2 dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2022 với tư cách là chiếc máy ảnh không gương lật hàng đầu mới của công ty. Nó chắc chắn sẽ là một ứng cử viên hàng đầu cho việc giới thiệu các tính năng phần mềm mới tận dụng cảm biến và bộ xử lý thế hệ tiếp theo của nó. Và với việc chiếc máy ảnh này dự kiến cũng sẽ có hai phiên bản có khả năng là một mẫu vlog nhỏ gọn để song hành cùng một cường quốc chuyên nghiệp, nó sẽ trở thành một trong những chiếc máy ảnh ra mắt lớn nhất trong năm tới. Điện thoại thông minh đã sử dụng tính năng chụp ảnh để phát minh lại tính năng chụp nhanh point and shoot. Nhưng các máy ảnh không gương lật như Fujifilm X-H2 được đồn đại cần nó vì những lý do khác nhau để thu hút các nhiếp ảnh gia học hỏi, nhưng cũng để giúp cải thiện quy trình làm việc của các chuyên gia. Hiện tại, các hiệu ứng phổ biến như phơi sáng lâu hoặc xếp chồng tiêu điểm, trong đó một số bức ảnh với các điểm lấy nét khác nhau được kết hợp để tạo ra một bức ảnh có độ sắc nét từ trước ra sau, yêu cầu sử dụng thêm bộ lọc ND hoặc phần mềm xử lý hậu kỳ. Nếu một số ma sát này có thể được loại bỏ và thay vào đó được thực hiện trong máy ảnh, nó chắc chắn sẽ được nhiều nhiếp ảnh gia hoan nghênh. Một phần lý do tại sao điện thoại thông minh đạt được những bước tiến như vậy trong chụp ảnh máy tính là vì chúng có cảm biến nhỏ, khiến cho việc xử lý đa khung hình ít tốn bộ xử lý hơn so với trên máy ảnh không gương lật. Nhưng chúng ta đã thấy máy ảnh Olympus đi tiên phong trong các hiệu ứng tính toán như Line ND và chế độ chụp ảnh độ phân giải cao cầm tay. Và thế hệ tiếp theo của bộ cảm biến và bộ xử lý xếp chồng lên nhau có nghĩa là điều này cuối cùng cũng có thể thực hiện được trên các máy ảnh có cảm biến lớn hơn. Arm System, ngôi nhà mới của máy ảnh Olympus, đã nói rằng họ đang phát triển một máy ảnh ống kính rời mới sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh thông qua việc sử dụng công nghệ chụp ảnh tính toán. Giang tay đã được đặt xuống và có vẻ như Fujifilm X-H2 có thể cần phải nhặt nó lên nếu nó tồn tại trong không gian cạnh tranh giữa máy ảnh điện thoại thông minh và các mẫu full frame. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.